Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Ba Đa Hân Nguyễn. Thì hôm nay Ba Đa Hân Nguyễn lại giới thiệu cho mọi người thêm một món ăn sáng nữa ha. Nếu mọi người cứ nghĩ hoài nhưng mà chưa nghĩ ra được món nào để ăn sáng cho thật là ngon và dễ làm, thì Ba Đa Hân Nguyễn sẽ giới thiệu cho mọi người món bánh canh chả cá này. Và món này chỉ mất có 30 phút để chế biến, kể cả cái việc sơ chế nguyên liệu luôn nha mọi người. Bây giờ thì trước mắt thì mình sẽ ra ngoài vườn và mình hái một ít rau để mà mình ăn kèm với món này nha mọi người. Thì hiện tại thì thấy ba mình đang cắt rau mầm. Rau này là rau dền đó mọi người. Đó, cho nên là mình sẽ cho một ít ha. Và có hành lá nè mọi người, mình sẽ hái một ít để một xíu nữa mình nêm vào bánh canh. Và mình thấy có cái củ cải trắng này, mình sẽ hái luôn để mà mình nấu nước cho ngọt nha mọi người. Nó có một cái củ cải trắng và một cái củ cải đỏ, và mình sẽ bứng hết lên luôn cả hai cái để mình vào mình nấu nha mọi người. Đó, sau một hồi quằn quại thì cuối cùng là mình cũng đã hái được bao nhiêu đây. Đó, mọi người thấy rau ăn kèm khá là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ ninh rau củ cho đến khi các rau củ này nó được mềm ra hết là được nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ vớt bỏ những cái rau củ tập tàn này đi, mình chỉ để lại cái phần nước dùng thôi ha. Trong cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ đi trụng bánh canh. Mọi người trụng cho nó vừa chín tới là được. Sau đó thì mình sẽ xả qua với nước lạnh để bánh canh nó không bị nhão ha. Rồi mình để thật là ráo nước. Các loại nguyên liệu khác thì mọi người cắt như Ba Đa Hân Nguyễn làm nè mọi người. Đó, tùy ý mọi người thôi, mọi người thích cắt như thế nào thì mình sẽ cắt như thế đấy. Miễn sao là mình cảm thấy ngon miệng là được. Sau đó thì mình sẽ cho một ít dầu và mình sẽ bỏ cái đầu hành lá vào và mình xào cho nó thơm lên. Rồi mình bỏ nấm vào. Nấm thì mọi người có thể dùng bất kỳ loại nào cũng được ha. Ở đây thì Ba Đa Hân Nguyễn dùng nấm đùi gà. Sau đó mình sẽ cho phần nấm này vào cái phần nước dùng hồi nãy ha. Rồi mình sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm và một chút xíu muối, khoảng một xíu thôi nha mọi người, đầu muỗng thôi. Và sau đó thì mình cứ nấu cho đến khi nó chín hết luôn, rồi nó sôi lại một lần nữa thì mình nêm hành lá và tiêu vào nữa là mình tắt bếp được rồi. Còn cái phần bánh canh rau và chả cá mình cứ bày ra tô như vậy, rồi mình chan cái nước nãy lên là mình đã có một cái bữa ăn sáng thật là ngon miệng và đủ chất dinh dưỡng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ba Đa Hân Nguyễn nha. Bye bye mọi người.